Thực sự là những cái trưng bày đường hoa năm nay rất là đặc sắc và đa dạng, nói chung là cũng thể hiện được hết những cái tính chất mà đặc biệt của ngày xuân mà nó làm cho mình cảm thấy rạo rực. Mỗi năm là gia đình mình đều dành thời gian để đi đường hoa cả, mặc dù là đường hoa đã được chuyển sang đường Hàm Nghi nhưng mình thấy nó cũng không có thay đổi gì mấy. Em thấy đường hoa năm nay rất là đẹp. Năm nay em mới đi lần đầu tiên. Còn mấy năm trước thì gia đình em thường về quê. Em mới đi được một đoạn nhưng mà thấy cái tiểu cảnh làng quê Việt, áo sen rồi thì thấy rất là gần gũi với lại quê hương.